Nào đi đi. Sang bên tay phải đây. Mình đi bên phải. Đi một cô đi vào. Hơi cao lên cho bám rồi con nhé. Đầu vào động đi. Đâu bóng em thế thế đâu rồi. Đi xuống đi. Đi xuống lúc đó này. Đi nó chứa đường ra đường vào đây. Đi một vẹt đường thẳng à? Đó là cái điều hòa ở đây. Chú ý sản ướt. Cái này của cháu Trung Quốc. Nó không đánh được vào phải. Đi trước đây đi. Má mát luôn. Cứ để các gì đi nghỉ mát. Giúp cả điều hòa. Giúp cả điều hòa. Không cả điều hòa. Được chưa được. À, không cả điều hòa. Đẹp rồi đấy. Ngày sau hơn chủ hương bé chủ hương bé hơn tổng chủ hương các tua con nhũ đây này con đầu gỗ. Nhũ đây này. Nhũ này cái nhũ của nó này. Không rõ nước gì à? Đây đắp à? Phải đắp không? Cái giọt nước kia là cái nó cứ rõ, nó đọng dần, đọng dần, đọng dần. Nó đọng dần, đọng dần. Cái này hàng tỷ năm rồi đấy. Nước nó rõ. Nước nó rõ. Lúc đấy là núi đấy bị thủng, nó rõ, nó đọng vào. Rồi mình mua mẹ cái này mà ở nhỉ? Mua ở à? Mà sập bố xong rồi mà mẹ. Đi ngược đi xuôi này. Đây là người ta xong rồi, người ta tiến lên. À xong rồi à, đây xong điểm rồi à? Kia đến điểm kia là cuối rồi. À thế thôi khỏi phải đi xuống. Ờ đi xuống đấy. Đi hết.
băng này đi làm gì không biết. Làm gì chứ không có đẹp. Tưởng có lối ra luôn nhỉ. Này muốn nổ nước ngập vào đây là chết rồi. Đây là động Thiên Đường. Lên đi lên này. Đây tối người ta biểu diễn. Tối người ta biểu diễn đây cát dưới này cát này. Nhanh rào sập để chết. Đi. Báo chú không anh? Hả? Dạ. Nước ngày xưa nó cứ giỏ dần những giỏ hàng tỷ năm này. Kéo thắt các bạn này quay lại.
đứng chỗ này, ông chùa Phật kia. À, đứng đây. Ừ, mình thích